Ê. Anh Long, có chuyện gì vậy? Hương thân yêu, em đi đâu đấy? Tôi có chồng rồi. Anh xưng hô cho cẩn thận, kẻo làng xóm người ta nghe thấy lại hiểu nhầm. Kệ, chồng em chết rục xương rồi, em nhớ đến làm cái gì? Tôi không hiểu anh là cái thể loại người gì nữa. Anh là người đẹp trai, giàu có, địa vị cao, cả cái làng này ai chả biết. Đấy, đi đâu đấy? Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải anh. Anh mà cứ tiếp tục thế này, tôi kêu lên đấy. Ơ kìa Hương, anh chỉ muốn quan tâm em chút thôi mà. Có làm cái gì quá đáng đâu mà em căng thẳng thế. Cảm ơn, nhưng tôi không có nhu cầu được anh quan tâm. Anh làm ơn để tôi yên. Đấy, chính vì em làm như thế nên anh càng phải quan tâm em đấy. Cả cái làng này á, gái mà cứ hết thấy anh á là bâu vào. Chỉ có một mình em thôi, một mình em hờ hững lạnh lùng với anh. Em càng làm như thế anh bị kích thích. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu hiểu? Tôi và anh không liên quan gì đến nhau, cho nên cảm xúc của anh thế nào tôi không quan tâm. Đừng làm phiền tôi nữa. Ấy, bớ người ta. Khoan, giờ anh muốn sao? Bây giờ em chỉ cần nói là em sẽ đi đâu thì anh sẽ để em đi. Nay chú Dương về, tôi đi đón chú ấy. Thằng đấy nó phải làm gì nhỉ? Đó là việc của nhà tôi. Hơn nữa, chú Dương không làm gì động chạm đến anh cả. Tôi yêu cầu anh tôn trọng chú ấy. Gì mà bênh nhau chằm chặp ấy. Nó là em chồng nhá, chứ không phải là tình nhân của em đâu. Anh... Này, anh có nói cái gì đâu mà em giận. Mẹ kiếp, em mà đã tuyệt tình như thế á, đừng trách anh ác. Cứ đợi đấy. Long đại gia, sao nay trông buồn thế? Có chuyện gì không vui, nói bạn nghe xem nào. Thằng người tình trong mộng của bà ấy, nó về đấy. Thật á? Ông không nói đùa ấy chứ? Bà nhìn mặt tôi giống nói đùa không? Không giống đùa. Thế nhưng mà tôi thấy ông với anh Dương có thủ án gì với nhau đâu. Anh ấy đi hay về thì liên quan gì đến ông sao mà ông khó chịu thế? Bà không biết hay là giả và ngu ấy. Nó cứ về cái là quấn quýt lấy Hương, ngứt cả mặt này. Ra là thế. Ủa thế nhưng mà đấy là chị dâu em chồng mà, thân thiết là việc bình thường, có gì đâu. Bà mở cái não ra nghĩ tôi cái. Hương nó còn kém tuổi tôi với bà ấy. Thì kém tuổi. Thế nhưng mà dù sao vẫn là chị dâu của anh Dương mà. Chị dâu. Mở mồm ra là chị dâu. Cái thằng chồng của Hương nó chết từ 8 đời rồi. Thế bây giờ bảo là trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, không xảy ra chuyện gì ai tin. Ủa sao ơi, anh Dương thì anh ở Hà Nội rồi, năm thì mời họa mới về một lần. Tôi thấy họ bình thường mà. Cậu sao phải làm quá như thế? Nói bà mệt quá. Tốt nhất là về thì mới đi đón cái thằng người đấy đi, xem khắp biết là đúng hay sai. Ông không nói thì tôi cũng đi. Tôi về nhà chuẩn bị đi đón anh Dương đây. Bye bye. Đúng là cái đồ đàn bà không có não. Chú Dương. Chị Hương à, em đã bảo chị không cần đón rồi, chị biết bảo ta đây làm gì? Cả năm chú mới về, chị không đón sao được, để chị giúp. Không cần đâu chị ạ, em có ít đồ thôi, em tự kéo được mà. Chú đi xe mệt rồi, nghỉ ngơi đi, cứ để chị giúp. Dạ, thôi ạ, em thanh niên trai tráng, mệt gì đâu ạ. Thế tùy chú vậy, thôi đi về đi. Dạ. Dạo này chị vẫn khỏe chứ ạ? Chị vẫn thế. Chị Nhiên ạ, chị đi đâu đấy ạ? Ô, hay quá nhở. Chị gọi anh Dương là chú, lại gọi tôi là chị, thế là thế nào? Không hiểu chị nghĩ cái gì. Cậu với tôi là bạn học, cũng không cần gọi tôi là anh như thế đâu. Ôi giời ạ, các cụ đã dạy rồi thì thôi. Sinh ra là phận đàn bà, hơn dăm 3 tuổi vẫn là đàn em. Anh cứ để em xưng hô như thế cho nó thoải mái ạ. Về thôi chị. Này, người ta dỗ đi nhá. Chẳng mấy khi anh mới về, sao vội vàng thế? Cậu cũng vừa bảo rồi đấy thôi.
Chẳng mấy khi tôi về, tôi cũng phải tranh thủ ra thắp cho anh tôi nén nhang chứ. Ở ha, anh nói em mới nhớ, anh với Hương là chị dâu em chồng. Cậu nói vậy là ý gì? Có ý gì đâu. Tại vì mọi người đều nói là hai người giống tình nhân hơn, nên là lúc nào em cũng phải tự nhắc nhở bản thân mình. Này, cậu để ý là ăn tiếng nói nhá, không hàng xóm người ta nghe thấy, người ta hiểu nhầm lại không hay. Em xin lỗi. Thì nhiều người nói như vậy, em một miệng em kể ra thôi. Em có ý gì đâu mà anh phải nói em như vậy. Cậu đi về đi, để cho tôi yên. Chị sao vậy ạ? À, chị nhớ ra là chị chưa mua đồ ăn. Để chị đi chợ một lát. Chú với cả chị Nhiên cứ đi về trước đi nhá. Chị... Tôi không muốn gặp cậu đâu. Đừng có làm phiền tôi nữa. Cậu... Anh sao ấy? Em chỉ buột miệng nói thôi. Anh có cần phải phản ứng mạnh như thế không? Hay là anh có tật giật mình? Cậu... Cậu đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Lỡ mồm à? Anh Dương ơi, chờ em. Em xin lỗi mà. Anh Dương. Cậu muốn cái gì đây? Sao vậy? Gặp lại bạn cũ không vui à? Cậu nói nhầm rồi. Tôi với cậu chưa bao giờ là bạn cả. Mày nghĩ tao thèm làm bạn với mày à? Hả? Cậu đang làm phiền tôi đấy. Làm phiền à? Này, về đến nhà ấy, gặp lại chị dâu có sướng sướng không? Này, tôi yêu cầu cậu ăn nói cho lịch sự. Này, muốn người ta không biết á thì đừng có làm. Mà đã làm rồi thì đừng có sợ, hiểu không? Mày đúng thằng hèn. Ăn nói cho nó tử tế, nếu không thì đừng có trách tôi. Đừng có trách thì mày định làm gì tao? Mày có biết ở cái làng này địa vị của tao to nào không? Dù cậu có là ông trời mà nói ra những lời làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi và chị Hương ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Này, chị dâu của mày ngọt nước ấy, dùng chán thì sang lại cho tao nhé. Mày vừa nói cái gì? Mày bị điếc à? Tao nói cho cái mặt mày biết này. Mày đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như mày. Đừng có nói bậy bạn. Tao nghe được ấy, tao không tha đâu. Thằng chó này, mày dám đánh tao à? Tao không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là tao sợ rắc rối. Mày đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tao. Mày được. Mày cứ đợi đấy. Thằng chó. Chú đi chơi về đây à? Dạ. Chị vẫn còn suy nghĩ về những lời bàn tán đó ạ? Không, không phải. Thiên hạ xưa đến nay, lời nói chưa bao giờ là dễ nghe cả chị ạ. Mình sống làm sao cho phải với tâm của mình là được. Chị để ý họ làm gì? Chị với anh trai của em tuy là vợ chồng, nhưng không được bao lâu thì anh ấy mất. Nhưng đối với em, suốt đời chị vẫn là chị dâu của em. Chị cảm ơn chú. Chị còn trẻ, tương lai còn dài. Em nghĩ chị cũng nên đi tìm hạnh phúc cho mình. Chứ suốt ngày lủi thủi ở nhà một mình như vậy, em cũng không yên tâm. Thôi, em vào nhà trước đi. Chị tìm tôi có việc gì vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là em chứ. Tôi với chị có quan hệ gì đâu. Với cả chị hơn tuổi tôi gọi chị đấy đúng rồi. Nói vậy là chê tôi già đúng không? Tôi không có ý đó. Thôi được rồi. Tôi gặp chị
là có vấn đề muốn hỏi. Chị phải thành thật trả lời cho tôi. Giữa chị và anh Dương không có gì thật chứ? Tôi với chú Dương có thế nào thì trời biết, đất biết. Tôi không cần phải giải thích với chị. Ô hay. Làm cái gì mà phải dãy nảy lên như thế? Đúng là cái đầu khó ưa. Vừa mới về, mệt bỏ bố ra, mới gọi tao ra đây làm gì? Em biết là phiền anh thật. Thế nhưng mà em bực bội trong người quá. Chuyện này chỉ có anh mới giúp được em thôi. Mày lại gây ra họa gì à? Đâu, xưa nay em sống hiền lành tử tế, có bao giờ gây họa cho ai đâu. Nhưng mà cái thằng đấy anh ạ, chính nó hành hung em. Mày nói thật à? Đấy, anh nhìn xem, vẫn còn đang bị sưng rồi. Khi không người ta lại đánh mày, tao nghe hư cấu lắm. Không phải tự nhiên, cái thằng đấy nó cướp người yêu của em, thế em tìm nó để đòi lại công bằng. Anh hỏi nó trâu chó quá anh ạ. Tuy tao không ưa gì mày, thế nhưng mày là em họ tao, nó dám động đến mày là không lẻ tao rồi. Để tao xử nó. Em cảm ơn anh, em nhất định sẽ hộ ta anh. Dẫn đường em. Vâng, cho em vào thanh toán. Bù lao. Anh Dương, anh đi đâu thế? Lại chuyện gì ở đây? Anh sao ấy, gặp em là khó chịu. Anh ghét em như thế quá. Nếu cũng không làm phiền tôi thì không có gì cả. Nhưng mà anh cũng biết mà, em yêu anh. Tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Xin lỗi cậu nhé, tôi không có cảm tình gì với cậu cả. Có phải... Cậu để ý đây nói một chút đi. Gần đây tôi đã nghe quá nhiều tin không hay rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa ấy, tôi sẽ không để im đâu. Không để im thì anh định làm gì? Đừng có tưởng là đi Hà Nội thành đạt, thế nọ thì trai về đây dã ngoài nhé. Cậu nghĩ sao cũng được, tôi không quan tâm. Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Cứng đấy. Thành ra mày ghê phết nhỉ. Chủ tịch Dương. Chủ tịch Dương, sao anh lại về đây? Là anh à? Đây là quê của tôi. Tôi không về đây thì về đâu? Đúng là chủ tịch Dương thật rồi. Chúng ta có duyên thật đấy. Mà anh làm gì ở đây? Kia là thằng em họ của tôi. Mẹ nó ốm nên tôi về đây thăm. Nhưng mà có thằng ôn nào đánh nó, tôi đang đi tìm để hỏi tội nó đây. Cậu vẫn làm nghề cũ à? Không, từ đạt đắc tội chủ tịch Dương, được chủ tịch Dương bỏ qua, tôi đã làm ăn tử tế rồi. Thế nhưng mà thằng nào động đến người nhà tôi là tôi không nhịn được. Hóa ra cậu tìm cậu ta đến để đối phó với tôi à? Đừng nói với tao người đánh mày là chủ tịch Dương ấy nhá. Ăn gì mà ngu thế, dám gây sự với chủ tịch Dương. Mày đúng là đáng bị ăn đòn. Chủ tịch Dương, vừa nãy tôi lỡ lời, mong chủ tịch bỏ qua cho. Không có gì đâu. Mày có biết tập đoàn ABA lớn mạnh thế nào không? Địa vị của chủ tịch Dương ra sao không? Mà mày dám động vào, suýt thì mày hại tao rồi đấy. Thằng Giang Bảo. Này, thế là thế nào đấy? Anh Dương ghê thế quá. Tôi làm sao biết được? Phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ tôi không có cơ hội đến với anh Dương à? Ông Tài là xã hội đen ấy kìa. Một mình cân chục thằng mà còn phải sợ nó. Tôi với bà tính cái gì? Từ giờ ít mồm lại cho nó đỡ phiền. Nó thích anh Dương ạ.